em sẽ cập nhật cho các bác về một cái thông tin rất là quan trọng dành cho những bác nào mà đang tham gia đào cái áp Satoshi nhá. Bởi vì có khá là nhiều bác có hỏi em là làm sao để gia tăng được cái tốc độ đào hơn nữa để biết được cái số lượng đồng áp Satoshi được mở khóa ở đây thì các bác có thể xem hết video này cho em hơn nữa em mới tạo một cái nhóm Zalo để chúng ta cùng tham gia chéo gờ mai có nghĩa là hôm trước em có hướng dẫn đấy là chúng ta có thể uh, liên kết cái gờ mai của bạn bè của chúng ta vào để gia tăng được cái tốc độ đào ấy thì uh, có khá là nhiều bác không có bạn bè chẳng hạn phải không thì uh, không biết chéo với ai thì uh, em đã tạo một cái nhóm Zalo nên là bác nào mà muốn chéo cùng nhau ấy thì uh, các bác có thể vào nhóm Zalo cùng nhau gửi gờ mai cho nhau để có thể thêm được vào và cùng nhau có thể gia tăng được tốc độ đào. Đấy đôi bên cùng có lợi cả nhá. Cũng như là em sẽ cập nhật làm sao để biết được cái số lượng đồng Satoshi của các bác được mở khóa ở đây. Đây là một cái kèo đào coin nó rất là tiềm năng ở đây. Hơn nữa đã có rất là nhiều người đã quy đổi sang USDT và rút tiền về thành công rồi. Hơn nữa chúng ta tham gia lại hoàn toàn là miễn phí, chúng ta không cần phải bỏ một cái đồng vốn nào ra cả. Ở đây các bác để tham gia đào lại tự động nữa nhá. À, cái đường link tham gia đăng ký thì em sẽ để dưới phần mô tả này. Sau khi mà các bác đã đăng ký thành công xong ấy, các bác chỉ cần tải cái ứng dụng này về thôi để chúng ta không cần phải làm gì cả. Tải xong về nó sẽ hiện lên một cái phần như thế này. À, sau đó các bác sẽ ấn vào đây này, ấn vào cái hình ảnh đại diện đây nhá. Sau đó các bác thêm cho em một cái hình ảnh đại diện để cái tài khoản của các bác nó kiểu như là uy tín hơn ấy. À, khi chúng ta đã có ảnh đại diện thì tương đương với cái tài khoản của chúng ta nó sẽ uy tín hơn rất là nhiều nên là các bác thêm cho em cái hình ảnh đại diện vào đây sau khi mà các bác đã thêm cho em được cái hình ảnh đại diện rồi cái phần quan trọng nhất đó là cái phần để chúng ta có thể chéo gmai à, đấy có rất là nhiều bác có hỏi em là làm sao để có thể chéo gmai với nhau được bởi vì một mình em ấy thì em chỉ có một cái gmai thôi nên là em chỉ gửi cho được một bác để liên kết thôi phải không? Bởi vì mỗi một cái gò chỉ liên kết với một người thôi, không thể nào liên kết được với nhiều người cả. Nếu mà liên kết với nhiều người thì nó lại không hay phải không? Nên là một cái gò mai chỉ liên kết được với một cái tài khoản thôi. Nên là em mới tạo cái nhóm Zalo để chúng ta cùng tham gia và cùng liên kết. Như vậy những bác nào mà chưa được liên kết thì có bác khác để nhập vào hoặc bác đấy lại chuyển sang cho bác kia. Như vậy nó sẽ đều hơn. Đấy, đều hơn là các bác chỉ lấy một cái gmail của em, một cái gmail chỉ được một bác thôi nhá. Rồi đây các bác ấn một phần Satoshi ở đây cho em này Đây đây nhá Satoshi nó có quay 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 ở đây này Để chúng ta có thể đào ở đây Đây em sẽ ấn vào đây này Các bác ấn vào đấy nhá Sau đó nó sẽ hiện lên một cái phần đó là Edit ở đây này Đấy chúng ta sẽ ấn một phần Edit ở đây trong cái mục edit này thì nó sẽ có một cái phần đó là add đấy add đây à, các bác thêm cho em cái mai của bạn bè của các bác vào đó sau đó các bác có thể gửi cái mai đăng ký cái tài khoản ở trên cái ứng dụng này lên cái nhóm zalo của em để cùng nhau chia sẻ nhá nên nhớ nhóm zalo là chỉ để chia sẻ về cái app satoshi này thôi nên là các bác cứ gửi mai. nhiều bác mà cứ gửi linh tinh vào nó bị trôi mất đi là cũng không được đâu em sẽ xóa đi ấy nên là các bác chỉ gửi mai cho em thôi nhá gửi gò mai lên nhóm Zalo để chúng ta cùng nhau chéo. Sau khi mà các bác đã đủ 5 người được rồi ấy, thì cái số lượng đồng Satoshi nó đào ở đây mỗi ngày cho các bác. Và các bác phải để ý này nó sẽ có khoảng khung giờ. Cứ hàng ngày các bác nhớ phải vào đây để chúng ta có thể kích vào cái mục uh, Satoshi 710 ở đây để nó có thể tự động đào cho các bác nhé. Hơn nữa thì uh, các bác có thể nhận cho em những cái đồng Satoshi mà nó đào cho các bác khai thác ở đây cho em này. Đây em sẽ ấn vào từng đồng một để em nhận ở đây nhá. Rồi, cứ mỗi một cái ô này là chúng ta sẽ nhận được là 5 cái đồng Satoshi ở đây Đấy, cứ 3 tiếng, 4 tiếng chúng ta lại vào đây Các bác có thể nhận ở đây cho em nhé Nó rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả Hơn nữa, để kiếm được số lượng Satoshi Ngoài cái việc mà các bác liên kết gmail với nhau ra ấy Thì bác làm mà có cộng đồng nhiều Thì các bác có thể tham gia đi giới thiệu bạn bè ở đây này Các bác ấn vào đây này, sau đó các bác có thể sao chép cái đường link Rồi các bác có thể đi giới thiệu bạn bè khi mà bạn bè của các bác tham gia đăng ký theo cái đường link của các bác nhé, thì các bác càng gia tăng được cái tốc độ đào hơn nữa, các bác lại phần có thể liên kết chéo được với nhau đấy, liên kết chéo với nhau là bảo bạn bè của các bác gửi gmai cho, sau đó các bác lại gửi gmai của các bác cho để cùng nhau có thể liên kết vào đây, à, kiểu như là theo hội nhóm nhá các bác nhé, kiểu như là nó theo hội nhóm để chúng ta càng gia tăng được cái tốc độ đào lên, khi mà đã gia tăng được tốc độ đào lên rồi thì cái số lượng đồng satoshi này các bác kiếm được nó sẽ rất là nhiều ở đây ở đây nó còn có một cái phần nữa này Đây cái phần bot này Cái phần bot này là dành cho những bác nào mà muốn xem video Hình như là một ngày nó chỉ được tầm 5 video hay sao Hôm trước là em em có xem thì hình như là được 5 video thôi à, Mỗi một cái video nó cũng được rơi vào khoảng độ là 10 coi Nên là các bác cũng không nên bỏ lỡ ở đây nhá Bên cạnh đó còn có rất là nhiều những mục khác nhau ở đây Để các bác có thể tham khảo à, và cái phần quan trọng nhất là em sẽ chia sẻ hướng dẫn các bác là cách swap khi mà các bác đã đủ cái số lượng đồng Satoshi nó mở khóa thì các bác ấn một phần ắc cao ở đây cho em này Để kiểm tra được là mình đang có bao nhiêu cái đồng áp satoshi này nó mở khóa Thì các bác để ý đây cho em này Hiện tại em mới đang có là 490 thôi Nó tương đương với là 0 đô Còn hiện tại chưa mở khóa của em đang có là 159.000 Cái đồng áp satoshi này nó tương đương với là 105 đô Sau khi mà đã mở khóa được rồi ấy. À Đây, cái đầu tiên nha Sau khi mà đã mở khóa được rồi Đây, nó sẽ quay phần bên dưới này À, thì uh, video sau em sẽ hướng dẫn các bác là cách swap cái đồng uh, Satoshi này này. Đấy sang USDT nhá, nó sẽ quay phần USDT này này. Sau khi mà chúng ta quát sang USDT thì USDT nó sẽ hiện ở bên dưới này cho các bác này. Đấy. Và từ USDT này thì uh, các bác có thể rút. Đấy, các bác có thể rút nhá. Đây, đây nó sẽ hiện ở phần bên dưới này. Nó sẽ hiện ở cái phần withdraw đây. Withdraw ở đây nó sẽ là rút tiền nhá. Rút tiền thì chúng ta sẽ ấn vào oh. Đấy, Đây ấn vào rút tiền đây này. Ở à đây thì à, các bác rút cho em qua cái cổng đó là TRC20 nhá TRC20 Các bác điền cho em cái địa chỉ ví này Điền xong rồi các bác điền cho em cái số lượng Đấy, Ở đây phí ga nó sẽ là một đô cơ Nên là chúng ta phải cần nhiều nhiều Trên 10 đô thì các bác rút cho em nhá Sau đó các bạn ấn một phần with down Đấy nó rất là đơn giản thôi Cái quan trọng nhất bây giờ là chúng ta làm thế nào Để tham gia khai thác được thật là nhiều Cái đồng app này và cứ mỗi một à, lần nó sẽ mở khóa cho chúng ta nên là các bác càng kiếm được nhiều thì cái số lượng mở khóa của các bác nó sẽ nhiều hơn nhá. Và đây là một cái kèo nó rất là tiềm năng, hơn nữa các bác tham gia hoàn toàn là miễn phí lại tự động nữa, chúng ta không cần phải bỏ vốn. Bỏ vốn cũng được thôi nhưng mà em khuyên các bác là lên tham gia miễn phí bởi vì miễn phí cũng đã có rất là nhiều bác đã rút tiền thành công rồi. Cái quan trọng nhất ở đây là khi các bác đăng ký tạo tài khoản xong ấy thì các bác sẽ vào đây thêm cho em cái hình ảnh đại diện lên nhá. Sau khi mà các bác đã thêm được cái hình ảnh đại diện rồi thì các bác mới tham gia cái mục đó là Satoshi đào ở đây và các bác lên nhớ này ở đây nó sẽ có những cái khung giờ các bác phải để ý nhá. Hết cái khoảng khung giờ này thì chúng ta sẽ phải vào đây để các bác có thể nhận ở đây cho em. À, bác nào mà muốn chéo thì em đã có tạo cái nhóm Zalo là chéo Satoshi, chéo áp Satoshi ở bên dưới phần mô tả để các bác có thể tham gia cùng nhau chéo, cùng nhau gửi cái gò mai nhá. Rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay em cập nhật và chia sẻ cho các bác về những thông tin quan trọng mà các bác cần thiết để các bác có thể tìm hiểu sâu hơn về cái app này. Bác nào không hiểu thắc mắc gì thì các bác có thể kết bạn qua Zalo. Ở à, bây giờ em sẽ sang quay và trao quà cho những bác may mắn nhất ở video đợt trước đây nhá. Bây giờ em sẽ chọn ra hai bác có số lượng bình luận sớm nhất ở trên video này của em này. Xem bác nào có số lượng bình luận sớm nhất ở đây. Khá là nhiều bác, rồi em sẽ kéo xuống ở đây. Nhiều lắm. Chắc thể phải kiểu như dùng máy tính kéo nó sẽ nhanh hơn. Đây rồi. À, xin chúc mừng bác đầu tiên đó là bác Dương Thích Lại Chi này. Đây là bạn bác số 1 nhá. Bác thứ hai là Đạt Nguyễn này. Rồi, uh, sau video này hai bác này nhá. À còn một bác nữa để em quay random nữa. Mỗi video tặng hẳn 3 bác. Mỗi bác là 5k, nhận qua Momo thì à cao hoặc tài khoản ngân hàng đều được. Rồi em sẽ dán ra đây này. Ấn mục tìm kiếm đây. Chọn ra một bác mà nghe chừng cũng vất vả ghê. À 236 bình luận này. Rồi Phạm Phạm là bác thứ ba này. Rồi, sau video này ba bác nhá. Nhớ chụp cho em cái số thứ tự à gửi qua bên Zalo. Đấy các bác tham gia xem video trên kênh của em, các bác còn có cơ hội nhận được cả quà. Mỗi phần quà chỉ giá là 5k. Thực ra 5k nó cũng không nhiều đâu. Đấy 5k nó không nhiều nhưng mà thật sự nếu mà nhiều bác à, ví dụ như là những bạn mà đi học đấy thì à, mỗi một lần trúng như vậy là được 5.000 thì 10 lần đã là 50.000 rồi. Đây là các bác tham gia xem video có bác tạo nhiều tài khoản các bác còn chúng luôn được cả ba cái phần quà trên kênh của em là đã có 15.000 rồi. 15.000 tương đương được bà bát xôi rồi phải không? Đấy, đây là em trích cái số tiền của em ra em tặng cho các bác ở trên mỗi một cái video. Đây là các bác càng ủng hộ em nhiều hơn nữa thì cái số lượng view của em mà tăng lên thì cái số lượng quay tặng quà của em nó sẽ cao lên. Ví dụ như hiện tại đang là ba phần quà, biết đâu view của em nó tăng lên thì em sẽ tặng là 5 đến 10 phần quà trên một video nhá nên là các bác có thể ủng hộ em nhiều hơn nữa rồi video này của em kết thúc ở đây xin chào tất cả các bác nhé